Chào các bạn, hoa đậu biếc là một loại hoa rất tốt cho sức khỏe. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món ngon làm từ hoa đậu biếc, đó chính là bánh da lợn, rất ngon miệng và dễ làm. Nguyên liệu của bánh gồm có 170g đường, 350ml nước cốt dừa, 80g bột gạo, 170g bột năng, 150g đậu xanh và 4g bột đậu biếc. Ở đây mình sẽ dùng hoa đậu biếc dạng bột, bạn có thể thay bằng hoa khô hoặc là hoa tươi cũng được. Còn đậu xanh thì mình sẽ vo sạch rồi ngâm từ 2 đến 4 tiếng, sau đó sẽ đem đi nấu. Đầu tiên mình sẽ lấy nước hoa đậu biếc bằng cách cho 4g hoa đậu biếc hòa vào với 150ml nước sôi. Ngâm khoảng 1 tiếng là được. Trong thời gian ngâm bột hoa đậu biếc thì mình sẽ bắt đầu nấu đậu xanh. Mình cho vào một ít nước và nấu đến khi cạn nước là được. Sau khi nấu chín đậu xanh thì mình sẽ cho vào máy xay sinh tố, sau đó thêm vào 70g đường và xoay nhuyễn. Tiếp tục cho 200ml nước cốt dừa vào đậu xanh và xoay cùng. Sau khi xay xong thì các bạn cho ra một cái tô lớn để bắt đầu trộn với bột. Mình sẽ cho 50g bột năng vào hỗn hợp đậu xanh với nước cốt dừa này. Sau khi trộn xong thì mình sẽ lượt qua rây để lọc lại cái phần bột chưa tan hết. Vậy là phần bánh đậu xanh của mình đã hoàn thành. Tiếp theo là đến phần bột màu hoa đậu biếc. Mình sẽ cho 150ml nước cốt dừa vào một tô lớn, cho thêm 100g đường. Tiếp theo mình lọc nước hoa đậu biếc vừa ngâm khi nãy qua rây. Cho tiếp 120g bột năng vào. Cuối cùng mình cho 80g bột gạo vào và khuấy đều hỗn hợp lên. Bây giờ bạn sẽ thấy phần bột của mình nó có màu xanh rất đẹp mắt. Mình cũng lượt hỗn hợp này qua rây giống như phần bột đậu xanh. Phần bánh màu xanh hoa đậu biếc của mình cũng đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi đổ bánh. Mình sẽ đun sôi nước trước trong sẵn bánh rồi mới cho khuôn vào. Mình sử dụng những cái khuôn silicone này, nó tiện ở chỗ là không cần phải thoa dầu dưới đáy khuôn mà việc lấy bánh ra cũng rất dễ và nhanh. Trước tiên mình sẽ cho lớp bột hoa đậu biếc vào trước, hoặc bạn có thể cho bột đậu xanh tùy theo sở thích của mình. Với lớp bột đầu tiên này thì mình sẽ hấp trong vòng 5 phút. Sau 5 phút thì lớp bánh màu xanh của mình đã đậm màu xuống, nghĩa là bánh chín rồi. Mình sẽ tiếp tục cho lớp đậu xanh vào. Với lớp bột đậu xanh này thì mình sẽ hấp với thời gian lâu hơn, trong vòng 6 phút. Cứ thế mình sẽ tiếp tục hấp cho đến khi hết số lượng bột còn lại. Vậy là mình đã hoàn thành món bánh da lợn hoa đậu biếc đậu xanh rồi. Đây là món bánh rất đơn giản và dễ làm, không tốn nhiều thời gian của chị em mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.